nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức bán các tờ tiền lưu niệm 100 đồng với hai loại tờ rời và tờ founder. Mỗi người dân chỉ được phép mua tờ tiền lưu niệm tối đa mỗi loại là 5 tờ. Trong ngày mở bán đầu tiên, đông đảo người dân đã xếp hàng mua để làm kỷ niệm. Hai điểm bán tiền lưu niệm 100 đồng ở số 47 Lý Thường Kiệt và 49 Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tại điểm 49 Lý Thái Tổ, người dân sẽ phải tới cổng sau của Ngân hàng Nhà nước số 16 Tông Đản. Loại tờ 100 đồng rời có giá 20.000 đồng. Loại folder, tức là để tờ tiền lưu niệm 100 đồng vào folder cứng, có giới thiệu song ngữ tiếng Anh, tiếng Việt hai bên, có giá 25.000 đồng một tờ. Đến 16 giờ chiều nay, người dân vẫn xếp hàng dài để mua tờ tiền kỷ niệm 100 đồng này. Thưa quý vị và các bạn, tôi rất vui mừng là một trong những người đầu tiên mua được những cái tờ tiền 100 đồng lưu niệm của Ngân hàng Nhà nước ngày hôm nay. Và hiện nay thì đang có rất đông, hàng trăm hàng nghìn người vẫn đang xếp hàng tại Ngân hàng Nhà nước để chờ mua những cái tờ tiền lưu niệm này. Do số lượng người quá đông nên Ngân hàng Nhà nước hiện đã quy định mỗi người dân chỉ được mua 5 tờ tiền lưu niệm. Và nếu họ muốn mua hơn, họ sẽ phải đăng ký tại email với Ngân hàng Nhà nước. Đang tìm thông tin và liên lạc với ngân hàng cách đây khoảng nửa tháng rồi, và hỏi thông tin phát hành từng ngày một và từng giờ một, và khi thông báo hôm nay chiều nay phát hành thì mình đã xin nghỉ việc đến cục ngân khố để mua được tờ tiền này. Cái cảm nghĩ của em sau khi mua được là em cảm thấy rất là vui khi mà mình đã mua được cái tờ mà ngân hàng phát hành ra, và em mua mục đích là để thứ nhất là em để giữ làm kỷ niệm, còn em sẽ tặng một số người thân ạ. Các cá nhân đến mua tiền lưu niệm cần mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ học sinh sinh viên. Tổ chức muốn mua số lượng lớn sẽ phải đăng ký thông qua văn bản với phòng phát hành, nhưng số lượng không vượt quá 100 tờ mỗi tổ chức. Ngày 22 tháng 4 tới, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chính thức mở bán tiền 100 đồng tại hai địa điểm: Chi cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, số 8 Võ Văn Kiệt, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.